Không. Con lỡ rồi. Lỡ rồi. Lỡ rồi. Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị. Nay nên đặt ra 7 cái luồng này nè cô chú anh chị. Luồng cũ, luồng này người ta đặt không biết nhiêu nước đó. Luồng này lúc trước mình đặt bên đó đó. Đặt cái bờ bên đó đó. Giờ mình đặt bờ bên đây à, đặt một vùng cũ chứ chị, nhưng mà tại vì anh thấy bên đây đã đang lên nước nè, lên nước xới xạ mà bên này chưa, thì mình đặt lại luồng này là cái như dạng bắt chuột tạc cái của chú chị ở bển đó. Đặt qua đặt dữ chưa, đặt dữ chưa, thấy cái gặp không không à, chủ yếu là nên đây là bắt là kiếm mà. Đặt đây là bắt chín chuột tạc ha. Lỡ bắt mấy con chuột nè. Ở bển lên nước cái nó thì khi nó tạc nó gom quanh đây cô chú anh chị. Gom quanh đây. Mình nên đặt. Thấy đường cũng không mấy không có người đặt rồi. Có mấy người ở trong đây nè. Tôi đặt vài chục cái chứ mà me me đường đặt lại thôi hả, chạy dữ lắm hả, chạy mà không nghe gặp hả, khôn bể chuột con không đuổi rồi. Rồi không có con gì chứ luôn lỡ nè. Phải đám này mà mãi sao nó kì kì chạy vô rồi. Đó đó. Hai ba con luôn kìa. Đó đó. Đây dính nha, hai con. Còn con. Nên tưởng nó hai con không. Đó con ở dưới đằng này nên thấy có được con nè. Hên quá được con bự. Con bự. Để nên lại cái đằng này luôn coi có dính không. Cho bà xã nên đi sao đổ ấy. Úc cái này dính luôn cô chú chị. Kìa kìa kìa, hai ba con chạy vô kìa. Chụp đó dính con á. Nhỏ ô đằng, đằng này dính con nè. Kìa chạy kìa. Chuột con không à cô chú chị. Nhóc luôn kìa kìa, chạy chập mét nè, này dính con bự nè. Ba con cái đây dính hết trơn. Đặt này là nên bắt chuột tạc nè. Tạc vô, tạc qua đây, bên kia tạc qua đây. Bên kia nó lên nước xả, xới xả. Nó chạy qua đây. Vô. Đây, một con. Nãy con chuột nhỏ chạy vô không sập gặp luôn. Nó chạy ra lại, chạy vô chạy ra lại. Đây dính con nè. Này không nên không thấy đường mòn, có chuột có dấu dò chạy ra đây cũng nhiều nè, mà nên không thấy đường mòn rõ ấy, nên đặt thưa gặm, có khúc ở dưới kia xích dưới kia chút nên đặt dày gặp luôn. Những ngày ra nhắm dấu dò luôn luôn ra nhóc luôn mà không thấy đường, nên không thấy đường mòn rõ. Đường mòn ở đây không phải đây nên đây con đặt con cái còn dính cái này dính này. Đây dính còn chuột lỡ giờ chuột lỡ cứng cứng này giờ để không hơn chuột nó nhảy là dằn xuống ấy đó. Còn nên mình thấy nó chạy cũng dữ lắm mà sao chết quất không khôn. Chuột lỡ nhiều ha. Giờ chuột lỡ rồi. Trời, chuột con chạy bển kìa. Đó, chui vô hang. Đây, hai cái dính luôn nè cô chú anh chị. Kìa chuột con chạy kìa. Rồi. Nên bắt con chuột con. Bắt chuột con. Bánh nha.
dính cho con lỡ lỡ bắt chuột tạc mà dính yếu quá, dính không phê. Có chuột tại tạc nó chạy khôn thôi. Đây con lỡ nhiều, đây con à, nhỏ cái nữa chứ bớt. Đường nó chạy nhóc chứ mà nên không biết đường nào, không biết đường đặt luôn. Đây con này nhỏ kìa, kìa, kìa tôi thấy quá gặp luôn kìa, mày dính nè, đó con anh sửa gặp mày lại, anh chạy chui lỗ hay nha. Một bé nay nên đặt hai điểm của chúng chị, nãy nên đặt bển này, giờ tới bên đây thăm bên đây nên đặt ít xịt à. Giờ này đặt kéo lúa vòng đó đó nên đặt bên đây trước, lúc đầu anh chạy nên tính đặt ở bên này nè, đây thấy yếu đường quá không có đường chuột chạy, rồi xong rồi cái nên mới chạy qua bên kia đặt nó con đó. Giờ thằng đó đi thăm tới đó rồi kìa. Đâu có, ông bắt chim á. Chim hả? Ừ. Ông cầm vợt cái chim nãy đó. Cậu nên đặt bên đây được có mấy chục cái, không đặt được nhiều. Tại bên đây yếu đường quá. Nên đặt được mấy chục cái. Này giống cái đường chuột chạy lên nè, của chúng chị. Chui chạy lên đó. Chui lỗ. Rồi cái này bị cái gì mà xuống cái lỗ đó. Đường mấy đường này im im không mà không dính đâu. Mấy đường bóng bóng mà không dính. Đường mà dập dập thì dính. Đây nên đặt cái chừng 50 cái, không tới 50 cái, không được chắc không được 50 cái. Để đó còn kè cây à. Không được 50 cái nữa. Đường hang chạy. Nó chạy không chạy xuống mà chạy lên, chạy lên dâng lên kè cây đó dính á. Dính này nên có chặn cái nữa. Không. Không dính. Không dính luôn, chết quớt luôn. Đặt bên đây thì cửa chuột bự nhiều hơn, nhưng mà ít đường, không có thấy đường nên không thấy đường quá gì. Đặt được mấy chục cái chạy qua bên kia lại dính con này, dính chuột bự luôn. Chuột này lỡ mình mới thấy chuột con chạy. Đây là chuột nhỏ hả? Chuột lỡ. Nãy bên kia chuột lỡ nhiều ha. Nãy nên đặt ở bên bắt chuột tạc á. Chuột lỡ nè em ơi. Cái bên con kẻ lộn mèo. Lộn chuối cây cờ. Công cây cờ luôn, chuột bự ha, chuột bành chành kia luôn. Hai con luôn, con bự nhỏ. Hai đứa luôn. Ủa đây hai con này vậy. Hai cái bốn con. Cái đó hai con, cái này. Ê. Khôn quay lại. Đậu à, cái này hai con, còn lỡ con nhỏ. Cái kia con bự nhỏ, dằn cây cọ luôn rồi. Hai chồng mình cũng về nè, cũng có lý của chú anh chị. 6-7 ký gì cứ tối rồi. Phải lấy cái cằn lên cằn thử nguyên giọng có coi nhiều ta. Rồi cứ tối được nhiều. Cái cằn sẵn lấy thùng xếp nước xin. Ừ. Rồi xả lên lấy cái cằn lên cằn này. Cứ tối được nhiều của chú anh chị.
chuột con cũng ít chứ không có nhiều, chuột bự nhiều à, chuột nấy xỉnh xỉnh à, tự nhiên cái nằm mới giật 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 cái thẳng cẳng cái nên thấy gì nên bỏ qua đây cái nó tỉnh lại nè, bỏ qua đây cái nhiều á, còn mấy con chuột kia nó chạy nó đạp chạy á, cái chịu không nổi à. Hay cứ tối cũng có lý nè, mình nên không biết được nhiêu, chắc này chắc cũng cỡ 5 kg ngoài quá, 5 kg ngoài gì ạ à. Để bà xã nên lấy cái căng lên căng mà biết nè. Thấy cứ tối này cũng được nè, sáng hy vọng buổi sáng á, tại nên thăm cái luồng cũ bên kia chuột lỡ nhiều, chuột lỡ nhiều, sáng thấy cái lơ mơ chạy lại cũng được á. Cái luồng đó nên ba đặt là chủ yếu bắt chuột tạc thôi, bắt chuột gom á, nhưng mà nó không gom. Sao bỏ cái căng lại? Để cái giá nó cái lộn này hay cái rưỡi à 80 mấy à bà, 8 kg 9, 8 kg 8 hả? Thì 5 kg à, 5 kg mấy à, 5 kg 3 à, có 2 kg rưỡi à, thì 6 kg 3 à, quên 6 kg 3. Tính thế ở không, tại thông cảm đi em mới học lớp 3/12 à. Bởi vì tính dở chị ơi, vậy là cũng nên đón 5 kg ngoài vậy mà cũng được 6 kg mấy cô chú anh chị, 6 kg 3 như 6 kg à, từ tối nhiều tạm ổn rồi đó, im đó, sáng có kiếm thêm mới nữa, hy vọng ngày sáng nghe cái luồng bên nên bắt chuột tạc á, luồng nó dính á, còn bên đây thì hên xui, mà bên đây có mấy chục cái à. Con này bé mà. Rồi thì nên hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại sáng mai ha, rồi buổi tối nên chúc ông bà cô chú anh chị ngủ ngon, bye bye. Chị chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ngày mới. Sáng hai là chồng nên đi thăm chuột. Nên chơi giờ lội ra tuốt mình ngoài đó đó, cái nên gom chạy vô nên đặt theo cái đường nước ngoài đó đó. Với theo cái đường bờ gì nè. Mấy cái. Chứ giờ chạy ngoài đó nhắm cho người cô chú anh chị. Nhưng mà nó không thấy đường cô chú anh chị. Không thấy đường đặt. Bên đây thì nên không thấy đường rõ luôn. Bên đây không thấy, chạy bên đây không à, chạy bên đất bên này không à, chạy nhầm cái giò luôn mà đâu có biết đường đâu đặt, không thấy đường, chạy tùm lum láng sàn xì ngầu. Bên đây chưa lên nước nè, cái bên đó đó, bên đó nước không có, nó tạt vào bên đây. Tạt qua tạt lỡ, tạt tới tạt luôn, chạy qua chạy lỡ vậy đó. Có không vậy? Không có. Còn một mấy đám lúa đây nè. Nữa là hết rồi cô chú gì, là đứt đồng. Mấy em lúa đó cắt xào đó mà bắt chuột là cũng dữ lắm đó. Còn đằng đó mấy miếng nữa kìa, có mấy cắt đậu sẵn chờ. Không có con gì luôn hả? Dạ. Đó có con đó. Tối dính sáng không dính à? Nó chui lũ gơm nhóc nha, mà đặt cái quất bên đây nước không à, nước bình địa. Đây một con, hai con luôn của chúng cha, hai con simini luôn, simini.
Đa số chuột con nhiều, nhiều hơn chuột bự. Vậy em, ồ sáng chắc quá không à? Sáng không dính luôn đi. Bắt chuột tạc kiểu này là thua rồi. Tạc qua mấy bữa nay đây dính con, dính chuột con chứ không phải dính chuột mẹ. Chuột có chút xíu xíu gì dính nè, một con nè đó, hai con nè đó, ba cái ba phản luôn nè cô chú anh chị. Đây con chuột bự nè, cũng có gì chứ, nên thấy cái đường láng láng nè, hơi nè, nên đặt vậy mà dính liền mày. Về chưa em đụng đi, thằng đó vẫn còn nữa kìa. Cái này chết nè, cái này đừng lên bóng lưỡng luôn mà không có nè. Cái này dính nè, hai con vô một chậu luôn nè. Cái đó dính nữa kìa. Lỡ cái này chết nè, cái này tối dính con bự sáng chết quá. Trời vắng dữ kìa. Cái này dính nữa nè. Đó dính con bự phải không? Đằng đẵng hai con luôn kìa, hai con vô con chậu kìa. Cái này chết nè. Cái này nên thấy đường mòn chạy nè. Nên đặt nè, không có. Nó chạy xuống dưới rồi. Biết đặt cái đó kia luôn. Nè. Cái chỗ này là có chuột bự nè cô chú anh chị. Thấy dập dập không? Nó. Hôm qua nên không thấy. Nó dập dập đó, đặt là chuột bự đó. Cái gì? Hai ba cái dính lượng hả? Một con, hai con, này con chuột bự nè. Nè đường này. Ừ đường này nãy phải sáng lên gom rồi. Nè chạy lên ngay chẳng đây dấu phòng dấu sình nè. Nè ha. Đó mấy con chuột đó, khi mấy con chuột bự. Bây giờ chạy ngắm ngoài này luôn nè cô chú anh chị. Chạy nát luôn. Này phải có cỏ lũ chét ha. Này cái cho gom cái đầu đuổi ngon á. Giò nhâm luôn mà đặt trong này khó ăn, em này khó ăn, cái này nó lắng bóng à, cái kìa chuột bự luôn á, ra giò gì đư luôn á mà khó ăn đó. Khôn lắm, đứng đầu mà 12 con giáp mà bởi khôn ghê luôn. Bên đây giờ nước không à, hai chồng lên cũng cuốn xong cái luồng này của chú anh chị được nhiêu à, thì sáng dính cũng im của chú anh chị, dính cũng được lắm, cũng có bự có nhỏ, có sáng dính chục bự cũng im vậy à. Nên còn bên kia còn nên còn cái giạc bên kia mấy chục cái nữa giờ đấy, nên sắp vô xong cái nên qua bên cái chạy qua qua cầu, qua cầu chạy lại đằng kia, anh còn mấy chục cái bển á, mấy chục cái anh đặt cái bển á, bển này ta sới ra nè. Từ sáng dính cũng im lắm chứ có giỡn đâu, từ sáng dính cũng ngon, bự có nhỏ quá chuột. Để nên tiếp gom gặp sắp gặp với bà xã này cái đầu cái nên chạy qua bên kia cô chú anh chị ơi. Hai chồng nên cũng về tới nhà cô chú anh chị. À, về bến nhà.
sáng này dính cũng được nè, mà chuột con cũng nhiều ha. Nay nói chung là cũng ngon, nay cũng trúng của chú anh chị. Nay chắc cũng chục ngoài quá, chục ngoài được. Chuột lớn cũng ít ha, đó chuột con quá trời. Chuột con lúc nào cũng nhiều hơn chuột lớn chứ. Nè, mấy chuột lớn rồi bỏ vô. Không xuống hả? Đó kẹt rồi, bỏ cái đi. À, hết rồi đó. Chuột con. Chuột con thì mới vừa hổm nên giao hết trơn rồi. Này là mới đặt bữa nay không à. Này hai con rồi. Gặp hai con cũng bộn mà. Đổ xong xuôi giờ nè để tổng kết thứ rồi này được nhiều. Mười ký tám hay mười ký chín gì đó, bỏ ra hai ký không cái gọng này như ký tám hay gì phải không, tám ký chín gì đó là chín ký chục lớn rồi đó. Hiện nay cũng được mười mấy ký của chú anh chị, nó năm ký rưỡi, còn hai ký rưỡi à. Hiện nay chuột con cũng ít chứ không nhiều. Rồi tổng cộng nay nên cũng được 11-12 ký của chú anh chị. Quá êm. Mà cho ăn món gì? Cá lắc bầu có chiên á, cá liêu hồng à. Nào bà xã lên cho ăn món cá liêu hồng lắc bột chiên. Cá bà xã lên bằng thịt, không bổ không có ốp cá sao? Không. Không ốp cá sao rồi tanh rồi sao? Đâu làm gì đâu tanh. Ta phải ốp miếng hành tỏi. Cái này cái này nó giống như là chiên tư nhưng mà mình lắc bột cho nó chiên cho nó vàng đẹp à. Cho nó giòn hơn. Như chiên tư gì vậy? Ngộ à. Này là món ngộ trắng bột cho nè, ăn với rau sống, nước mắm làm. Đó, leo bún bánh tráng nữa, bánh tráng nữa kiểu mới cũ rồi. Để gì đâu là chiên đó à. Chưa nóng mà nãy thử chảo trước. Này như cá chiên bột. Cá chiên giòn. Bột này bột gì? Bột ai chưa biết. Bột chiên giòn. Bột này là để chiên giòn để là bột khô.
món cá chiên cũng đã xong rồi cô chú anh chị, chấm nước mắm á, bún rồi sống. À, nên mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm gia chồng lên ha. Ăn cá hả? Ừ. Chén ngon chứ. Bột này là bột chiên gạo nè. Không ăn cơm à? Không ăn sáng không nha. Sao ngọt? Không ngọt, là có bún rồi. Thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau ha. Rồi nên chúc cả nhà xem video vẻ, bye bye, chúc cả nhà.